Thật ra đây là lần đầu tiên Trâm tham gia với cương vị là một ban giám khảo cho một cuộc thi sắc đẹp, với cái thông điệp là mong muốn mang lại một cái niềm tin vào bản thân, vào cái sắc đẹp của mình, một vẻ đẹp rất là thiêng liêng và đặc biệt. Rằng cái giai đoạn mang thai, Trâm nghĩ đây là cái giai đoạn mà đặc biệt nhất và đẹp nhất của một người phụ nữ. Nhưng mà cái sự xinh đẹp ở đây nó không phải là hẳn là một gương mặt xinh đẹp, mà nó còn là một cái năng lượng toát ra từ một người phụ nữ mang thai, tự tin về cái vẻ đẹp của chính mình. Cho nên là mọi người hãy luôn luôn tự tin, bởi vì người phụ nữ đẹp là một người phụ nữ tự tin về chính mình. Thì khi mà sản phụ có thai thì người ta cũng có rất là nhiều bâng bục cảm xúc, giống như là hồi hộp, lo lắng, cũng giống như là một cái cảm giác vỡ òa khi mà thiên thần nhỏ ra đời. Thì tôi cũng cảm thấy là rất là vui khi được cùng cái cảm giác của người phụ nữ như vậy. Khi người phụ nữ mang thai, chúng ta biết rằng là chúng ta cảm thấy tự hào về cái giai đoạn này. Và nó cũng là một trong những cái truyền cảm hứng đến tất cả chị em phụ nữ ngoài kia, các bạn gái ngoài kia, hãy tự tin cái chuyện mang thai. Thì cái cuộc thi này nó sẽ lan tỏa cho tất cả chị em tự tin mang thai, tự tin sinh con, và đặc biệt là vẫn biết chăm sóc về cái nhan sắc của mình. Trải nghiệm mang thai 9 tháng 10 ngày của mình khá là thú vị rồi. Thì nếu mà chúng ta đã tham gia cái cuộc thi Hoa Hồng Bầu nữa thì đó là một cái kỷ niệm đáng nhớ trong suốt cuộc đời của mình, để cho hành trình mang thai của mình được rực rỡ, được vui và đáng nhớ hơn nữa. Và chính các mẹ đang làm một cái điều rất là ý nghĩa, đó là lan tỏa những cái thông điệp, những cái câu chuyện của chính mình để làm cho những phụ nữ mang thai ngoài kia họ cũng cảm thấy yêu đời hơn.